Có 3 tỷ đồng trong tay, nhưng người phụ nữ vẫn không mua được nổi chung cư ở khu vực nội thành Hà Nội. Vì con trai đã đến tuổi đi học, nên chị Đào ở Hoài Đức quyết định đi tìm một căn chung cư 2 phòng ngủ với mức giá 2,5 đến 3 tỷ đồng ở khu vực nội thành. Với tài chính tầm này, chị tự tin gia đình 3 người đã có được một nơi an cư giữa lòng thủ đô. Ấy thế mà từ đó đến nay, mặc dù vợ chồng chị ra sức tìm kiếm cũng như nhờ người quen, thì câu trả lời chị nhận được vẫn là dưới 3 tỷ đồng thì khó mua chung cư ở quận nội thành Hà Nội lắm. Khảo sát thực tế, hiện tại nhiều dự án chung cư mở bán ở các quận nội thành như Đống Đa đang có mức giá từ 75 đến 90 triệu đồng trên 1m2, tiêu biểu như dự án Green Diamond đang chào bán trên các sàn môi giới ở mức 73 đến 85 triệu đồng trên 1m2. Lancaster Luminor dao động từ 60 đến 86 triệu đồng trên 1m2. Hateco La Roma được chào bán ở mức 70 đến 80 triệu đồng trên 1m2. Nghĩa là để mua được một căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 90m2, gia đình chị Đào phải bỏ ra ít nhất gần 7 tỷ đồng, gấp đôi số tiền họ đang dự kiến. Di chuyển ra xa trung tâm hơn, các dự án chung cư thương mại ở khu vực Thanh Xuân, Hà Đông đang được chào bán ở mức 35 đến 80 triệu đồng 1m2. Còn tại quận Cầu Giấy, các dự án đang vừa bán như Discovery Complex, Summit Trần Duy Hưng, Epic Tower đang có giá bán từ 48 đến 85 triệu đồng 1m2. Với mức giá này, chị Đào cũng cần bỏ ra trên 3 tỷ đồng thì mới mua được căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 90m2. Đây cũng là một bài toán khó giải của gia đình chị.